chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin được phát mỗi ngày, chúng tôi luôn sát cánh với bà con để cập nhật thông tin nông nghiệp hữu ích và thiết thực. 365 ngày chuyển động cũng là 365 ngày nhà nông chăm chỉ lao động sản xuất để cho ra những sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Đó là những mô hình sản xuất hiệu quả, tiền lời cao, có áp dụng khoa học kỹ thuật. Và chúng tôi sẽ mang đến cho bà con những mô hình này từ các vùng miền. Hôm nay là những thông tin nào? Mời bà con và quý khán giả cùng điểm qua sau đây. Đồng Tháp, mận An Phước, hồng đào, nghịch mùa, giá bán cao. Đẩy côn bắt cá đồng mùa nước nổi, thu nhập 300.000 đồng một ngày ở miền Tây. Sôi nổi lễ hội Hoa Giả Quỳ Cứu Lửa Chưa Đăng Gia 2018, lớn nhất tại Gia Lai. Lâm Đồng, cấp chứng nhận nhãn hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho 71 tổ chức cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác là giải pháp giúp nhà nông ở Lâm Đồng cải thiện thu nhập đáng kể. Mời bà con và quý khán giả cùng đến Đạ Tẻ, dùng đất nhiều đồi núi dốc, đất đai cằn cỗi để xem bà con ở nơi đây vươn lên như thế nào. Thưa quý khán giả và bà con, mận đó chính là một trong những loại cây ăn trái được bà con nông dân ở miền Tây trồng nhiều. Tuy không phải là trái cây quý có giá trị kinh tế cao, nhưng vì đây là một loại trái để ăn chơi được lựa chọn nhiều nhất, cho nên nhà vườn có đầu ra ổn định. Và hiện nay, hai giống mận đang được thị trường ưa chuộng và hiện đang được nhà vườn ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp canh tác khoảng 30 hectare, đó là mận An Phước và mận Hồng Đào. Nhờ mùa nghịch cho nên giá bán cũng tăng cao, giúp nhà vườn có được một nguồn thu nhập khá lớn trong những tháng gần đây. Vâng, nhìn trên hình thì quý vị sẽ phân biệt được là đâu là mận Hồng Đào và mận An Phước. Tại thời điểm này thì thương lái mua xô tại vườn với giá 17.000 đến 18.000 đồng một ký. Mỗi hecta mận nông dân lời hàng trăm triệu đồng. Thương lái còn mua mận để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với giá 40.000 đồng một ký, với yêu cầu là trọng lượng từ 10 đến 11 trái một ký và không bị dấu vết. Đầu ra mận thuận lợi nên mấy năm nay, mận là cây ăn quả đang được nhà vườn huyện Lai Dung chú ý và có xu hướng phát triển thêm diện tích. Vào cuối năm 2018, diện tích mận khoảng 20 hectare, nay tăng lên 30 hectare. Mận nghịch mùa giá cả rất hấp dẫn, nhưng ngược lại năng suất thấp hơn vụ mận mùa thuận, khoảng 10 tấn một hectare. Trong khi mận mùa thuận năng suất đạt khoảng 40 tấn một hectare. Song song với thu hoạch mận nghịch mùa, hiện tại các vườn mận ở huyện Lai Dung đang tiếp tục chuẩn bị cho vụ mận mùa thuận, dự kiến bắt đầu thu hoạch khoảng đầu tháng 11 âm lịch. Cây ấu Đài Loan từ khi trồng cho đến khi thu hoạch chỉ mất thời gian là khoảng 3 tháng. Sau đó, thu hoạch kéo dài trong vòng 2 tháng, rất thuận lợi cho nông dân kiếm được thu nhập. Và thời điểm này, thương lái vào tận ruộng để thu mua ấu của nông dân ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang với giá là từ 9.000 đồng cho đến 10.000 đồng một ký, tùy vào chất lượng trái. Và với giá bán này, cộng với năng suất 3 tấn một công, trừ hết các khoản chi phí đầu tư, người trồng ấu ở huyện Phụng Hiệp có thu nhập trên 15 triệu đồng một công. Bên cạnh bán ấu sống cho thương lái, thì nông dân còn bán ấu chín cho khách đi đường. Và hiện nay, ấu sống được bán lẻ cho khách đi đường với giá từ 12.000 đến 13.000 đồng một ký. Ấu có thể trồng quanh năm được, nhưng mà mùa nước nổi thì dễ trồng hơn, do lượng phù sa nhiều giúp cho ấu tươi tốt, mau thu hoạch. Mùa nước miền Tây thì bên cạnh trồng ấu, bông súng, rau thủy canh, nông dân còn đánh bắt thủy sản nữa. Tôi đố chị Quỳnh Loan nè, là sau khi mà nước rút đi á, thì đặc tính của cá tôm thường sẽ đi về đâu nhiều? Tôi có tìm hiểu đó nghe anh Tuấn Anh, đừng có thấy tôi liễu yếu đào tơ như thế này mà không quan tâm đến chuyện đồng ruộng. Khi mà nước rút đó thì cá sẽ theo con nước xuống các kênh rạch để mà ra sông lớn. Và lúc này thì bà con nông dân sẽ sử dụng các loại ngư cụ hợp lý để mà đánh bắt cá. Vâng, chị Quỳnh Loan trả lời vô cùng chính xác, rất là am hiểu về miền Tây. Theo anh Lê Văn Út ở xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, thì năm nay nhờ nước lớn cho nên lượng cá đồng nhiều hơn so với mọi năm. Trung bình mỗi ngày anh đẩy côn từ sáng đến chiều bắt được 4-5 kg cá lóc, cá rô các loại. Hôm nào trúng thì có khi được 7-8 kg. Hiện tại cá lóc và cá rô đồng được tiểu thương thu mua với giá dao động từ 70 đến 100.000 đồng một ký tùy loại. Trừ hết các khoản chi phí thì anh Út còn trên 300.000 đồng một ngày. Tiếp tục thông tin đáng chú ý khác, mang vẻ đẹp mà chúng tôi tạm gọi là mùa hoa tượng trưng cho núi đồi Tây Nguyên. Đến với lễ hội Hoa Giả Quỳ Núi Lửa Chưa Đăng Gia 2018, nằm trong chuỗi các hoạt động của Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2018 tại Gia Lai.
Lễ hội này diễn ra từ ngày 10 tháng 11 và hôm nay ngày 13 tháng 11 đã kết thúc rồi. Nhưng mà bản thân của tôi cũng như là những du khách thì vẫn còn cái cảm giác ngây ngất với vẻ đẹp của hoa dã quỳ ở nơi đây đó anh Tuấn Anh. Dân, đó chính là cảm giác chung của những người yêu hoa cỏ thiên nhiên. Được hòa nhập vào không gian này thì du khách sẽ nhớ mãi và sẽ nằm trong ký ức mỗi người khi mùa hoa dã quỳ đến nở rộ. Đây cũng là ý nghĩa mà ban tổ chức muốn mang lại tại lễ hội này. Lễ hội Hoa Dã Quỳ Núi Lửa Chư Đăng Gia chính thức được khai mạc tại làng Iagri, xã Chư Đăng Gia, huyện Chư Bả, tỉnh Gia Lai. Ngoài việc được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, du khách còn được trải nghiệm những hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, ẩm thực và quảng bá du lịch mang đậm nét đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số vùng đất Tây Nguyên. Với những du khách thích khám phá thì đây cũng chính là cơ hội để tìm hiểu các phong tục, các lễ hội truyền thống như lễ mừng lúa mới, biểu diễn cồng chiêng, nghệ thuật đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng, chế tác nhạc cụ dân tộc. Lễ hội Hoa Dã Quỳ Núi Lửa Chư Đăng Gia là sự kiện văn hóa du lịch nhằm quảng bá danh lam thắng cảnh của Gia Lai đến với đông đảo du khách, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đã về đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc sắc của hoa dã quỳ đang mùa đẹp nhất với sức sống căng tràn. Dã quỳ mơn mởn dọc theo hai bên đường đi vào xã, quanh các con đường làng và từ chân núi lên đến đỉnh núi làm đắm say du khách. Và ai ai cũng tranh thủ chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng với dã quỳ trên vùng đất cao nguyên Gia Lai. Kính thưa bà con, đây là những đặc sản của tỉnh Lâm Đồng. Nếu mà sản phẩm nào được cấp nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành thì sẽ có nhiều ưu thế trên thị trường. Và mới đây, Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã có 71 tổ chức hộ sản xuất rau hoa đã được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Trong đó có 58 hộ sản xuất và 13 tổ chức là doanh nghiệp và hợp tác xã sản xuất các mặt hàng như rau, hoa, cà phê Arabica và mô hình du lịch canh nông. Giấy chứng nhận nhãn hiệu này có thời gian sử dụng trong thời hạn là 3 năm kể từ ngày cấp. Việc cấp giấy chứng nhận là điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh việc quảng bá tiềm năng thế mạnh các mặt hàng nông sản nổi tiếng của Đà Lạt. Rất vui được gặp lại bà con và quý khán giả trong tiểu mục Nông nghiệp trên đường phát triển. Hiện nay thì công tác chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng cho thu nhập cao đang được nông dân tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm. Huyện Đạ Tẻ, nơi có nhiều đồi núi dốc, đất đai thì cằn cỗi cho hiệu quả sản xuất thấp. Huyện có hơn 9.000 hectare điều trên đất nông nghiệp và lâm nghiệp. Đây là loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp, chỉ có thể chống đói, không thể giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân địa phương. Vì vậy, Đạ Tẻ đã tiến hành chuyển đổi xong 1.500 hectare cây điều sang trồng các loại cây khác như là tầm vông, dâu tầm và một số loại cây ăn trái khác. Huyện đã trích từ ngân sách địa phương để hỗ trợ nông dân 5 triệu đồng mỗi hectare. Hiện nay, theo rà soát của ngành chức năng, trên địa bàn huyện còn có 4.500 hectare điều trên đất nông nghiệp có khả năng chuyển đổi. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cần đầu tư nguồn vốn lớn, trong lúc hầu hết người dân trồng điều đều có điều kiện kinh tế khó khăn. Do nhiều năm gần đây, diện tích cây điều liên tục bị dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề, khiến cho nông hộ bỏ chi phí đầu tư nhưng không có thu hoạch. Vì vậy, để có thể chuyển đổi diện tích điều kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác trên địa bàn huyện Đạ Tẻ nói riêng và các huyện có điều kiện sản xuất tương tự, thì cần phải có sự hỗ trợ từ các nguồn lực lớn hơn. Thưa quý khán giả, tre tầm vông như thế này thì đang giúp cho người dân ở Đạ Tẻ có được nguồn thu nhập cao hơn so với cây điều hoặc là cây sầu riêng có giá trị kinh tế cao rõ thấy. Nhưng muốn chuyển đổi thì như chúng tôi đã thông tin ở đầu chương trình là cần phải có vốn. Bên cạnh đó thì kỹ thuật của từng loại cây trồng thì cũng phải được triển khai cho người nông dân ở đây. Thưa bà con và quý khán giả, Đạ Tẻ là một trong ba huyện phía Nam có điều kiện canh tác kém thuận lợi hơn so với các địa phương khác trong tỉnh Lâm Đồng. Vậy nên để giúp người dân vươn lên, thời gian qua, bằng các nguồn lực, huyện đã vận động hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung này qua phóng sự sau đây. Tại xã Hà Đông, chúng tôi tìm hiểu
Trước đây gia đình bà Chu Thị Thận chỉ có thể trồng được 2 vụ lúa năng suất thấp, có giá trị kinh tế không cao. Nhưng vài năm trở lại đây, khi giá kén tằm được nâng cao, thì gia đình bà Thận đã chuyển sang trồng dâu nuôi tằm và thu nhập đã tăng lên gấp nhiều lần. Bà con bây giờ thấy là cái cây dâu mà nuôi tằm cảm thấy là nó bây giờ nó mang ích lợi cho bà con không khá quá thì bà con lại thay đổi chương trình ra như thế. Bà Thận là một trong số ít các nông hộ tại huyện Đạ Tẻ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng theo kịp nhu cầu của thị trường và đem lại kết quả khả quan. Hiện nay cây dâu là một trong những cây trồng chủ lực của Đạ Tẻ với hơn 1.300 hecta, trong đó có khoảng 360 hecta được chuyển đổi từ các diện tích cây điều, cây lúa và một số cây trồng khác thu nhập thấp. Ngoài ra, Đạ Tẻ cũng đã chuyển đổi sang canh tác một số cây trồng khác như cao su, tre tầm dông, tràm lấy gỗ, đặc biệt là cây ăn trái, một trong những diện tích mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như tại hộ gia đình anh Nguyễn Đức Thành, xã Hương Lâm, trên 8 sào đất vườn, anh đã phá bỏ cây điều già cỗi sâu bệnh để trồng sầu riêng và cho thu nhập gần 1 tỷ đồng mỗi năm. Anh đã phải học hỏi thêm kỹ thuật trồng sầu riêng rất nhiều từ những người có kinh nghiệm. Năm 2016 đến nay, huyện Đạ Tẻ đã thực hiện chuyển đổi được hơn 1.600 hecta trong tổng số 4.000 hecta đất sản xuất có giá trị dưới 50 triệu đồng một hecta, giảm được 40% diện tích, chủ yếu chuyển đổi từ đất trồng điều và đất trồng lúa kém hiệu quả. Những thay đổi trên đã mang đến một tín hiệu tích cực trong đời sống sản xuất của người dân địa phương. Trên địa bàn huyện hiện nay là cây dâu là một cây rất hiệu quả và chúng tôi đã phát triển rất mạnh cái loại cây trồng này. Và một số loại cây trồng khác ví dụ như là tre tầm vông, cây cao su và một số loại cây ăn quả. Bên cạnh đấy thì huyện đã làm rất là tốt cái chuyển đổi mùa vụ. Trong nhiều năm qua thì Đạ Tẻ có thể nói là một trong những cái địa phương đã chuyển đổi đi đầu trong cái chuyển đổi cơ cấu mùa vụ. Chúng tôi thực hiện cái chủ trương là 2 vụ lúa, 1 vụ bắp hoặc màu. Bên cạnh phát huy cái hiệu quả của cái giá trị sản xuất thì nó cũng có một cái điều cũng hết sức là cần phải ghi nhận, đó là hạn chế được cái dịch bệnh trên cái lúa. Chuyển đổi thành công cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị thu nhập trên từng đơn vị sản xuất đã thực sự giúp nông dân định hướng sản xuất kịp thời. Chuyển đổi cây trồng đồng nghĩa người dân phải đầu tư mới về vật tư nông nghiệp và kỹ thuật canh tác. Điều này đòi hỏi không ít chi phí, công sức và cả sự mạnh dạn dám nghĩ dám làm. Thế nhưng chính quyền và người dân huyện Đạ Tẻ đã đạt được những thành công bước đầu. Thời gian tới cần sự hỗ trợ và phối hợp của ngành chuyên môn để người dân chuyển đổi hiệu quả. Bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Nếu muốn tìm hiểu cây con giống mới, các mô hình sản xuất hiệu quả, nông dân hãy phản hồi cho chúng tôi về địa chỉ đang hiện trên màn hình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.